Điện Bình Chánh xin chào tất cả anh em. Số điện thoại mình là 0347471112. Mình ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh, anh em nào gần thì chạy qua nhà mình lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ nghe anh em. Hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 2021 thì mình mới về được 500 hũ B1512. Thì anh em nào mua thì alo trực tiếp cho mình, còn anh em nào gần thì chạy qua nhà mình lấy hàng cho nhanh lẹ nghe anh em. Thì cái B1512 này á là cái tác dụng của nó là giúp gà anh em lên nước máu mạnh. Nuôi lâu thì anh em đá bo lớn. Cái đợt này cái đát nó tháng 12/2023 nghe anh em. Tác dụng của nó là kích thích ăn uống lên nước máu, bóng lông. Này sử dụng kết hợp với Galumin. Galumin về hôm qua rồi mà bận quá mình không có quay clip được. Bữa nay về B1512 tranh thủ quay lên thông báo cho anh em. Những anh em hôm nay nó đứt hàng, anh em chờ đợi thì nếu mà chưa có mua thì alo trực tiếp lại cho mình nghe anh em. Cái giá của con B1512 đợt này là 350.000 một hũ 100 viên nghe anh em. Còn Galumin là 250.000. Thì cặp đôi này được rất nhiều anh em sử dụng. Nuôi gà tơ, gà vô chế độ đá đều rất ok nghe anh em. Hàng của Inter Phật Ma. Thằng B1512 là viên tròn màu hồng, còn Galumin là viên màu vàng nghe anh em. Thì hàng Mỹ hôm nay nó bị đứt hàng đó, anh em nào dặn mình hôm nay có thấy video thì mua thì liên hệ trực tiếp lại giùm mình. Này thấy vậy chứ về vậy chứ bán mau cấp tốc lắm.